khi nhà trường liên kết với các ngân hàng, việc nộp tiền học cho con đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Với phụ huynh sử dụng hình thức nộp học phí qua ứng dụng SinSAC, phụ huynh sẽ thực hiện tải mã QR trên ứng dụng về máy và mở một app mobile banking bất kỳ có áp dụng hình thức quét mã QR để quét mã QR thanh toán học phí cho con. Khi này trên hệ thống EMIS, khoản thu sẽ tự động gạch nợ các giao dịch. Trong một số thời gian cao điểm, lượng thanh toán diễn ra quá nhiều, phát sinh một vài giao dịch không thành công, không tự động gạch nợ. Lúc này, kế toán nhà trường có thể chủ động xác nhận thu từ giao dịch SinSAC được đáp ứng ngay trên EMIS khoản thu. Tính năng này giúp kế toán xác nhận thu tiền cho các giao dịch nộp tiền của phụ huynh qua ứng dụng SinSAC một cách nhanh chóng mà không cần mất thời gian liên hệ với ngân hàng hay nhân viên MISA để được hỗ trợ. Đầu tiên, nhà trường cần đảm bảo tiền đã về tài khoản nhà trường thông qua sao kê sổ phụ ngân hàng để thực hiện đối chiếu với dữ liệu trên EMIS khoản thu. Gồm các thông tin chính cần có như tên khách hàng, số tiền, nội dung thanh toán, ngày giao dịch và một số thông tin khác tùy theo mẫu của từng ngân hàng. Sau khi đã có đầy đủ dữ liệu giao dịch đảm bảo tiền về tài khoản nhà trường, anh chị tiến hành xác nhận thu qua giao dịch SinSAC như sau. Anh chị vào quản lý thu, chọn xác nhận thu từ giao dịch SinSAC. Tại đây là danh sách những giao dịch đang chờ xử lý do chưa được gạch nợ. Trạng thái chờ thanh toán là những giao dịch phụ huynh đã chọn thanh toán qua QR code, phụ huynh đã lưu mã nhưng chưa thanh toán tiền học. Trạng thái thanh toán thất bại, tiền đã trừ trên tài khoản của phụ huynh, nhà trường đã nhận được tiền nhưng chưa tự động gạch nợ. Anh chị chủ động gạch nợ với những giao dịch này bằng cách thực hiện thu tiền. Tích chọn các học sinh cần thu tiền, nhấn thu tiền. Khi thực hiện thu tiền, phần mềm mặc định ngày thu là ngày giao dịch. Nếu muốn thay đổi ngày thu, anh chị thực hiện thu tiền chi tiết để thay đổi. Anh chị cũng có thể hủy thu tiền các giao dịch vừa xác nhận tại màn hình lịch sử. Tích chọn học sinh cần hủy thu tiền và chọn hủy thu tiền tại đây. Trên đây là hướng dẫn kế toán xác nhận thu từ giao dịch SinSAC trên EMIS khoản thu. Xin chào và chúc anh chị thực hiện thành công.